Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể hoa đá Thạch Anh, chất đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Sau đây tôi xin được quay chi tiết để quý vị cùng xem cái tác phẩm hoa đá này. Các tinh thể của nó mọc phun luôn. Ở trong này nó có một cái hang bé bé ở đây. Các tinh thể có độ ra gương rất tốt. Nó đạt được độ pha lê rất trong và đẹp. Mặt sau nha. Chèn thêm viên đá anh trông nó đứng lên. Tinh thể Thạch Anh rất là đẹp, nó có màu hơi au au đỏ một chút. Bệ này thì có bề cao này, nó là chiều cao từ đỉnh này xuống là 17 cm, bề ngang này cũng là 17 cm, ngang từ điểm này sang điểm này cũng là 17 cm. Khối lượng của đá nặng là 2,3 kg. Và hiện cái mẫu Thạch Anh này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 1.400.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Chỉ việc để lại địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết là hàng Thạch Anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết, xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ giới thiệu các cái sản phẩm đá đẹp tự nhiên đến với các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.